Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một chủ đề rất quan trọng ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Đó là phần nhập xuất dữ liệu trong các chương trình Java. Đây là chủ đề rất quan trọng, bởi lẽ là chúng ta từ trước đến giờ vẫn đang làm bằng cách là chúng ta gán cứng các giá trị dữ liệu trong chương trình Java. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu việc là chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào từ bàn phím, sau đó là in ra màn hình trong chương trình Java. Chúng ta sẽ tạo ra một chương trình, đó là minh họa nhập xuất. Để có thể nhập dữ liệu vào từ bàn phím thì ở trong Java chúng ta cần sử dụng một lớp có tên là scanner. Ở đây chúng ta khai báo một cái đối tượng scanner. Bên trong này chúng ta sẽ truyền vào một cái dòng system.in. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta sẽ bị lỗi. Chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi. Bởi lẽ là cái lớp scanner này ấy, thì nó nằm ở trong một cái gói, đó là java.io. Vì vậy chúng ta cần phải import cái gói này vào chương trình để chúng ta dùng. Để import thì ở trong NetBeans các bạn có thể rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn add import. Còn chúng ta có thể viết trực tiếp bằng cách chúng ta dùng là import java.util .scanner. Import là một lệnh dùng để chúng ta khai báo mà chúng ta có sử dụng một cái lớp khác hoặc là một cái thư viện khác trong chương trình của mình. Đó. Thì sau khi mà chúng ta đã import lớp scanner này vào thì chúng ta hoàn toàn có thể nhập các cái giá trị trong chương trình. Scanner là một lớp có sẵn ở trong gói java.util dùng để cung cấp ra các cái phương thức tiện ích để chúng ta thực hiện là nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhắc người dùng nhập vào các cái giá trị. Đấy, ví dụ đây họ mời bạn nhập họ tên. Tiếp theo chúng ta nhập vào input.next. Chúng ta có thể dùng next đó, hoặc là nextline, đúng không ạ? Thì phương thức nextline này là cho phép chúng ta là nhập vào, sau đó là sẽ xuống dòng tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập các giá trị khác vào print. Đó. Mời bạn nhập tuổi. Next in. Ở đây thì mình giải thích next in là phương thức dùng để nhập vào một số nguyên từ bàn phím và trả lại số nguyên đó. Ở đây tôi đã gán số nguyên này cho biến có tên là tuổi. Đấy, hoặc là age cho thống nhất. Thế còn nextline là phương thức dùng để nhập vào một chuỗi từ bàn phím và trả về chuỗi đó. Và ở đây chúng ta đã gán cái chuỗi được nhập trong biến có tên là name. Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng một cái nữa, đó là nhập lương. Chúng ta dùng câu lệnh next float. Next float là phương thức dùng để nhập vào một số thực từ bàn phím, một giá trị float từ bàn phím và trả về giá trị đó. Và ở đây chúng ta đã gán giá trị được nhập cho một biến có tên là salary. Sau khi đã nhập xong, chúng ta sẽ in ra màn hình. Chúng ta dùng câu lệnh là system.out.print để in ra. Và chúng ta sẽ nhập vào đó,
chúng ta sẽ chạy chương trình để xem. Trong chương trình này thì những giá trị mà chúng ta nhập vào nó sẽ động hơn rất nhiều so với các cái chương trình trước. Bởi lẽ là trong chương trình này ấy, là chúng ta nhập các giá trị vào từng bàn phím. Ví dụ chúng ta nhập vào là họ tên, đó thì chúng ta có thể thấy là chương trình đã cho phép là nhập vào tên, tuổi và lương vào từng bàn phím. Và ở trong này ấy, thì giá trị lương đã được tự động là cái hàm print đã tự động là chuyển đổi và in ra theo cú pháp khoa học. Thì như vậy chúng ta đã tìm hiểu về quá trình nhập và xuất dữ liệu vào từ bàn phím và in ra màn hình ở trong chương trình Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.